Hello mọi người, lại là mình đây, Châu Giang nè, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đầu tiên thì rất là cảm ơn mọi người, những bạn nào đang trong kỳ thi cực kỳ khắc nghiệt nhưng mà vẫn dành thời gian để xem cái video này để lấy một chút năng lượng cũng như là động lực học tập, thì mình hy vọng là những chia sẻ của mình trong video ngày hôm nay sẽ có ích dành cho mọi người. Rồi bây giờ thì không nói nhiều nữa, chúng ta bắt đầu vào video nha, cực kỳ nhanh thôi. Mình biết là hiện tại ai cũng có áp lực và ai cũng stress về cái việc học tập. Vậy thì ở đây mình sẽ chia sẻ với các bạn một số cách để các bạn có thể ôn tập được hiệu quả. Lúc mà mình vừa bắt đầu ý tưởng thực hiện cái video này thì chưa bùng dịch, cho nên là mình đã có một cái ý tưởng là khuyên mọi người đến những cái quán cà phê đẹp, những cái quán cà phê nó yên tĩnh để mọi người có thể học bài. Và địa điểm đầu tiên mà mình giới thiệu cho mọi người đó chính là Red Door Cafe, nằm ở tầng 2 hay là tầng 3 gì đó của chung cư 151 Đồng Khởi. Ở đây là một cái không gian mà lần nào mình tới mình cũng thấy rất là yên tĩnh và cũng có thể thích hợp cho mọi người học bài. Tại vì nó nằm ở trên tầng cao, lại có rất là nhiều cây xanh xung quanh cho nên nó không có bị ồn ào. Mọi người tới đây có thể học bài để tập trung suy nghĩ và cũng đã tránh bị làm phiền. Mình còn có nhiều ý tưởng khác, những quán cà phê khác, nhưng mà bây giờ thì tình hình dịch bệnh cũng bắt đầu bùng phát trở lại rồi, cho nên mình cũng không khuyên mọi người là ra quán cà phê nữa, mà thay vào đó thì mọi người có thể ôn tập tại nhà hoặc là tới những cái thư viện. Và mình muốn giới thiệu cho các bạn nào đang ở thành phố Hồ Chí Minh hai thư viện mà các bạn có thể tới. Và hai cái thư viện này thì mình tham khảo một bạn đã từng ôn thi và là người Sài Gòn, cho nên bạn này bảo là các bạn học sinh ở Sài Gòn thường tới đây ôn thi. Tuy nhiên maybe là các bạn không biết thì mình cũng muốn giới thiệu luôn. Thì thư viện đầu tiên là Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở trên đường Lý Tự Trọng, nằm ở số 69 Lý Tự Trọng nhé. Và đây là thư viện công cộng được điều hành bởi Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh. Ở nơi đây thì mọi người có thể đem sách và vào đây, đảm bảo là mọi người tới thư viện thì ai cũng học tập, cho nên chúng ta cũng sẽ có một cái động lực học nữa, đúng không? Và thứ hai là thư viện của Đại sứ quán và Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ tại Việt Nam. Trung tâm này viết tắt là AC. Đây là một nơi công cộng mở cửa miễn phí cho mọi người. Hoan nghênh các bạn học sinh, học giả, sinh viên tới đây để mà tìm hiểu thông tin, lấy những thông tin về Hoa Kỳ. Nhưng mà không chỉ là vậy, mọi người có thể đem sách vở của mình tới đây để mà học tập. Và đặc biệt nếu các bạn tới sớm thì sẽ có những chiếc máy tính cực kỳ xịn sò, cực kỳ hiện đại để các bạn có thể tra cứu thông tin. Đặc biệt bạn nào mà sắp thi vào những cái trường mà có tiếng Anh ấy, thì thư viện này có rất là nhiều sách tham khảo và tài liệu học tiếng Anh, đặc biệt là các sách thi IELTS hay là những tạp chí tiếng Anh để các bạn có thể nâng cao khả năng tiếng Anh của mình. Thư viện này nằm ở tầng 8 của Diamond Plaza, nằm số 34 Lê Duẩn, quận 1 mọi người nhé. Tiếp theo chúng ta hãy nói đến cách ôn tập hiệu quả. Thì để duy trì được việc học tập và cường độ tập trung cao thì chúng ta cần thiết phải tập một số thói quen khi học. Cái này thì mình đã qua cái thời điểm mà mình ôn thi, ôn tập rồi, cho nên mình sẽ không quay video là mình ngồi mình viết rồi mình ôn tập đâu. Nó hơi giả chân. Mình sẽ ngồi vẽ một cái to-do list. Hy vọng là mọi người sẽ xem cái to-do list này, trong lúc đó thì hãy lắng nghe thôi nhé. Lắng nghe và thư giãn những cách mà mình chia sẻ. Nếu các bạn bắt đầu ngồi vào bàn học với suy nghĩ là không thích nhưng mà vẫn phải học, thì dần dần não bộ của các bạn sẽ hình thành suy nghĩ là lại sắp bắt đầu một cái việc làm rất là chán rồi đây. Và như vậy thì cái tinh thần học của bạn sẽ không tích cực và nó sẽ không tiếp thu một cách tốt nhất. Não bộ của các bạn sẽ tự động thoát ra và suy nghĩ đến những thứ vẩn vơ ấy. Vì vậy, một tip dành cho các bạn đó chính là hãy chia thời gian học ngắn lại. Các bạn sẽ suy nghĩ là mình sẽ học xong 30 phút, mình học trong vòng 40 phút thôi. Như vậy thì nó sẽ đỡ căng thẳng hơn, đỡ mệt mỏi hơn. Sau khi quen với cái thời gian học ngắn như thế này thì các bạn có thể nâng cao cái thời gian lên 40, 1 tiếng chẳng hạn. Và dần dần thì mỗi ngày các bạn chia ra các bạn học khoảng 3 đến 4 tiếng, ví dụ như vậy nhé. Ngoài ra có một phương pháp để nâng cao cái khả năng ghi nhớ, đó chính là các bạn đọc to cái thông tin lên. Khi các bạn đọc to cái thông tin thì các bạn đang tiếp thu kiến thức bằng cả thị giác và thính giác. Việc đọc to như thế này sẽ hiệu quả hơn là các bạn đọc thầm. Ngoài ra thì nếu cảm thấy căng thẳng và bài vở không vào đầu nữa ấy, thì các bạn hãy thử đứng dậy, các bạn đi quanh nhà hoặc là đi quanh xóm cũng được. Cái việc đi bộ như thế này sẽ giúp cho đầu óc của các bạn được thư giãn hơn. Đừng đi chơi nha, đừng đi quá lâu nha. Và khi não bộ của các bạn đã thư giãn hơn thì bộ não sẽ sắp xếp dọn dẹp lại thông tin. Và khi não bộ đã sắp xếp xử lý gọn gàng đống thông tin trong đầu thì bạn sẽ có nhiều ý tưởng hơn để thực hiện những cái công việc của mình. Đầu óc của bạn cũng thông suốt và khi quay lại bàn học thì bạn có thể bắt đầu tập trung lại công việc rồi đấy. Ngoài ra một cách nữa để các bạn có thể thư giãn là sau khi mà mệt mỏi quá thì bạn có thể ra tivi, bật, lắng nghe tiếng chim hót, tiếng nước chảy, tiếng mây gió, khu rừng chẳng hạn. Như vậy thì sẽ giúp cho đầu óc của chúng ta thư giãn và đỡ cảm thấy mệt mỏi hơn rất là nhiều. Khoa học cũng đã công nhận là khả năng tập trung tuyệt đối của con người chỉ dài nhất là khoảng 90 phút thôi. Cho nên tốt nhất là các bạn tránh học tập trung quá 40 phút mỗi lần. Dù các bạn có đang cố cày như thế nào thì cũng sẽ không có hiệu quả đâu. Cho nên là cố gắng mỗi lần chia ra khoảng 30 đến 40 phút các bạn nhé. Và hãy chia ra những khoảng nghỉ giữa giờ để các bạn có thể giữ được cái sự tập trung cao độ mà không làm ảnh hưởng đến cái hiệu quả học tập. Và thứ hai, đó chính là ánh sáng khi học. Mình sẽ chuyển địa điểm ra một cái nơi mà mình vừa tới hôm qua, đó chính là Muji. Lý do mình tới Muji thì lát mình sẽ nói. Nhưng mà ở đây có một cái không gian trải nghiệm bạn học khá là hay. Ở đây thì mình sẽ nói đến cái việc là không gian. Nếu các bạn học trong cái không gian tối thì não bộ các bạn sẽ tự động phản ứng là gần đến giờ ngủ rồi. Cho nên các bạn rất khó giữ khả năng tập trung trong cái giai đoạn đó. Vì vậy hãy lưu ý cái ánh đèn của bàn học và bàn làm việc. Hãy dùng đèn huỳnh quang có ánh sáng màu trắng. Tại vì nếu sử dụng các loại đèn bình thường màu cam, màu vàng ấy, thì thường tạo cảm giác là rất là dễ chịu và rất là buồn ngủ. Trong khi đó đèn màu trắng sẽ tạo cảm giác là não của bạn hoạt bát hơn. Có một cái lời khuyên là bóng đèn huỳnh quang có lượng ánh sáng trắng mạnh hơn, cho nên hiệu quả nâng cao khả năng tập trung trong thời gian dài cũng tốt hơn. Rồi quay lại cái việc mình đến Muji, thì ở Muji mình đã mua một số các dụng cụ học tập cần thiết để các bạn có thể tạo ra những cái study journal hay là những cái to-do list học tập. Đầu video thì mình dùng tất cả những sản phẩm đó là mình mua ở Muji đấy. Rồi, việc sử dụng những cái màu sắc để ghi nhớ lại thông tin là cách để giúp cho các bạn có thể lưu trữ thông tin một cách lâu hơn. Ở Muji thì mình sẽ chọn mua một cái túi để đựng tất cả các dụng cụ học tập. Như vậy thì lúc các bạn cần bắt đầu vào học ấy, thì sẽ không cần mất thời gian là tìm kiếm các sản phẩm, những cái bút của mình ở đâu. Tại quầy bút thì cũng có rất là nhiều các lựa chọn màu sắc để các bạn có thể lựa chọn. Và nhớ là hãy chia nội dung của mình ra thành những cái màu sắc khác nhau. Như vậy thì não bộ cũng sẽ tiếp thu nhanh hơn. Cũng tất nhiên cũng đừng bỏ qua những cái bút highlight này nhé. Rồi quay trở lại về căn nhà nhỏ này thì chúng ta hãy quan tâm đến một cái nữa, đó chính là chế độ ăn uống. Học tập là hoạt động của não, do đó nếu não không được hoạt động và được bổ sung năng lượng dinh dưỡng một cách hiệu quả thì cái chất lượng học tập của chúng ta cũng sẽ giảm sút. Cho nên đặc biệt hãy quan tâm đến việc ngủ đủ nha mọi người, đừng có cày xong rồi thức đêm thức hôm rồi ngủ thiếu giấc. Please hãy ngủ đủ, tại vì khi các bạn không ngủ đủ thì não của chúng ta đang bị bào mòn, đang bị ăn đi, đang bị hại rất là nhiều. Cho nên hãy ngủ đủ giấc và đảm bảo cái yếu tố dinh dưỡng được nạp vào. Mình không khuyên mọi người nên dùng caffeine, tại vì các bạn còn là học sinh thì không nên dùng caffeine quá nhiều. Và đây cũng là một cái thứ cũng gây nghiện giống như mình vậy đó. Thay vào đó thì các bạn có thể nạp vào đường. Đường là chất dinh dưỡng của não bộ. Đường có rất là nhiều trong các đồ ngọt. Các bạn có thể ăn những miếng bánh ngọt, những cái bánh biscuit, uống sữa chẳng hạn. Đặc biệt trong cacao cũng có chứa thành phần làm cho não hoạt động nhanh hơn. Và thành phần này thì có trong sô-cô-la. Mọi người có thể ăn sô-cô-la để mà giúp kích thích cái năng lượng tích cực để học tập. Thứ hai, gạo. Gạo có chứa các thành phần carbon hydrate là cái thành phần rất quan trọng trong các cơ thể sống để tích trữ và vận chuyển năng lượng. Và đặc biệt trong gạo có glucose, thành phần dinh dưỡng cực kỳ và đặc biệt quan trọng cho não. Cho nên các bạn nào mà đang eat clean, đang cắt giảm đường, đang keto mà bước vào cái giai đoạn học tập á thì thực sự là một cái vấn đề. Nhưng mà mình khuyên các bạn á là vẫn nên nạp đường và ăn tinh bột trong cái giai đoạn này, nó sẽ giúp khả năng ghi nhớ rất là cao. Cho nên lý do mà người ta hay nói là những cô gái mà kiểu cắt giảm đường, cắt giảm tinh bột á, trí nhớ giảm sút là vì vậy đấy. Rồi tiếp đến các loại vitamin. Vitamin là cũng là thành phần rất là quan trọng giúp cho não các bạn hoạt động tốt hơn. Đặc biệt là các loại đồ uống mà có vị chua mọi người nha. Và hôm nay thì mình đã nấu một bữa ăn đơn giản đủ chất, là một cái ví dụ thôi để mình có thể chia sẻ các bạn về cái việc là dinh dưỡng quan trọng như thế nào. Và cuối cùng mà mình muốn chia sẻ ngày hôm nay đó chính là cái việc các bạn học tập nhưng mà các bạn vẫn chăm sóc, chăm lo cho bản thân của mình. Đặc biệt là các bạn nữ mặc dù học tập nhưng mà rất là quan tâm đến ngoại hình, đúng không? Thì mình có một số các sản phẩm. Các bạn cũng biết là mình đã review và dùng rất là nhiều các sản phẩm skincare. Nhưng mà lần nào mọi người cũng hỏi mình đến những sản phẩm mà phù hợp với học sinh, thích hợp cho các bạn học sinh, sinh viên, mức giá vừa phải. Thì ok, mình vẫn sẽ có những cái sản phẩm và mình đã lựa chọn ra một số sản phẩm mà mình nghĩ là sẽ phù hợp trong cái giai đoạn này của mọi người, trong giai đoạn mùa thi để các bạn phải chăm sóc da, để các bạn có thể tươi tắn và rạng rỡ hơn. Đầu tiên thì đó chính là toner của Nine Rice. Em này có thể là Nine Rice, có chứa 72% là nước cám gạo cao cấp từ Hàn Quốc. Và em này sẽ giúp làm sáng da, nuôi dưỡng làn da và giữ ẩm cho làn da của bạn luôn ngậm nước căng mịn. Và khi mà mình dùng cái toner này thôi là mình đã cảm thấy là da mình ngậm nước rồi, mình đã ẩm rất là nhiều rồi, chứ không chỉ là cân bằng độ ẩm đâu, không chỉ là giúp da mềm mịn hơn đâu. Chứng tỏ là cái độ ẩm trong em này rất là cao luôn nha. Em này chứa 2% niacinamide, sẽ giúp nuôi dưỡng làn da trắng sáng. Các bạn nào mà kiểu thường xuyên học nhiều, học đêm ấy, sẽ để ý thấy là da các bạn sẽ bị sạm đi, sẽ bị tối màu đi, thì em này sẽ giúp dưỡng trắng da. Và đặc biệt là sản phẩm này cũng không chứa cồn, không chứa paraben, chất tạo màu, cho nên hoàn toàn an toàn và lành tính dành cho da nhé. Sản phẩm thứ hai đó chính là một cái serum của Skin 1004 Madagascar Centella Ampoule. Đây là sản phẩm bán chạy nhất của thương hiệu Skin 1004 của Hàn Quốc. Sản phẩm này 100% là chiết xuất từ rau má, sẽ giúp làm dịu da rồi giảm các vết sưng, viêm mụn. Đặc biệt là hỗ trợ phục hồi da và chữa lành các tổn thương. Cái này thì mình nghĩ là thích hợp cho bạn nào mà kiểu da gặp viêm mụn á, kiểu thức khuya thức hôm thì nổi một vài cục mụn thì mọi người thích sử dụng cái sản phẩm này. Sản phẩm này sẽ giúp tái tạo cái làn da của chúng ta tươi sáng mịn màng hơn, và đặc biệt phù hợp cho các bạn hay thức khuya học bài đấy. Đó là một số cái chia sẻ của mình từ cái việc là các bạn chọn địa điểm học tập nè, các bạn mua dụng cụ, rồi dinh dưỡng, rồi cách các bạn chia thời gian timeline học tập, cũng như là cái việc chăm sóc cơ thể, làm đẹp mùa thi. Thì mình hy vọng là những cái chia sẻ của mình sẽ có ích và giúp các bạn một phần nào đó trong cái chặng đường mà ôn thi này. Đặc biệt thì mình sẽ dành một cái phần quà giveaway nho nhỏ dành cho các bạn đang ôn thi, giống như là một cái quà tặng của mình dành cho các bạn. Hy vọng là cái phần quà này sẽ giúp cho mọi người có thể bổ sung năng lượng. Hy vọng là cái phần quà này sẽ là một cái món quà để thúc đẩy tinh thần của mọi người trong cái chặng đường những cái cuộc thi sắp tới. Còn bây giờ thì nếu thấy hay, đừng quên like, share cũng như subscribe cho kênh của mình. Tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong những video tuần sau. Và đặc biệt chúc các bạn ôn tập thật là tốt nhé. Bye bye.